con quay lại với kênh kỹ thuật cây trồng. Thì hôm nay đội ngũ kỹ thuật của công ty đang có mặt tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ của tỉnh Cần Thơ để quay lại cái vườn bưởi da xanh đang theo quy trình bên công ty mình. Thì hiện tại bà con thấy một cây bưởi da xanh này. Cây bưởi da xanh này là tháng 7 năm nay là tròn 2 năm tuổi nha bà con. Hiện tại vườn này thì số lượng cây là 2.700 gốc. Đã qua quy trình của bên công ty mình là 3 cây lá rồi nha bà con. Này, còn nhìn cái lá cây nó rất là xanh và dày, đậm. Thì theo quy trình bên mình á, là bên mình làm bưởi da xanh á, là mình làm theo cây lá. Khi mình làm theo cây lá như vậy á, thì mình sẽ dễ phòng ngừa côn trùng cũng như nấm khuẩn. Và trong cái công xịt ấy, mình cũng dễ dàng. Thì theo quy trình của bên công ty mình á, thì như vậy thì nó đã ra rất là nhiều cái cành nhện, là cái cành mang quả cho mình để sang năm mình lấy trái nha bà con. Thì mỗi quy trình á, thì bên mình á, là cho tiến hành là cắt cành tạo tán để tạo thêm cái cành mang quả, cái cành nhện cho mình. Đây, đây cành, đây là cành mang quả cho mình, cành mang quả cho năm sau này. Bà con nhìn cành rất là to tròn, đủ lực để mang quả cho năm sau. Thì hiện tại cơi này cũng sắp già rồi, cũng sắp vào đợt lấy cơi tiếp theo rồi, và mình sẽ tiến hành vào dinh dưỡng và bấm cành. Đây, những cành vừa như thế này mình sẽ bấm lại. Và con để ý là một năm mình làm tầm, tại vì một cơi lá là tầm từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, thì một năm là mình làm 4 cơi lá là được nha bà con. Thì cái quy trình á, của công ty mình làm cơi á, là đầu tiên á, là mình sẽ tưới bổ ba ra rễ gồm Yogren, Yorucel và lại Umatro. Thì sau đó 7 ngày sau mình sẽ tiến hành vào NPK. NPK trong giai đoạn này á, là dòng 22-18 bổ sung cộng với thêm dòng trung vi lượng Temix. Thì sau đó mình sẽ tiến hành là bấm cành. Bà con tiến hành bấm cành, bấm những cành vượt nha bà con. Những cành vượt mà đủ già. Đủ già là sao? Là nó sẽ nổi cái gân như thế này. Nổi những gân trắng như thế này. Đây là những cành vượt đủ già. Khi mà cành vượt đủ già, bà con mình bấm thì lúc đó thì cành nó sẽ nhảy cho mình là nhiều cành mang quả hơn. Đây, ví dụ cành này mình sẽ tiến hành bấm. Bà con tiến hành bấm dưới mắt này nè. Đây có cái mắt này. Bấm dưới mắt này. Tại vì từ dưới này lên á, mình không có cành mang quả nào cả, mình sẽ tỉa cành tạo tán lại cho cây. Đó. Đây. Đây là những vết cắt của những lần trước bấm này bà con, nó bị nhảy ra. Đây nó nhảy ra. Cho mình là hai cành mang quả này. 1-2 này, và cành này là cành vượt, cành đi lên này. Bên này bung rất là nhiều cành. Đây là những của cây lá trước rồi nha bà con. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 cành. Và cây khác đây, nó nhảy rất là nhiều. Đây. Khi bà con vào dinh dưỡng đầy đủ rồi á, thì khi bà con bấm một cành vừa như vậy thì nó sẽ nhảy tầm 4 đến 5 cành cho bà con. Thì trong đó nó sẽ có tầm từ 2 đến 3 cành mang quả cho mình là sang năm cho bà con lấy trái. Rồi nó tầm khoảng 2 cành vượt đi lên, thì cái cây lá sau á, mình sẽ tiếp tục mình bấm tiếp, thì mình tạo cành mang quả tiếp. Có nghĩa là cái cành mang quả của mình á, là nó từng lớp như vậy. Thì sau này mình lấy trái á, thì lấy theo từng tầng trái như vậy, thì trái của mình nó sẽ không có đụng chạm nhau, nó sẽ không vướng vào nhau. Thì khi mà bấm cành rồi á, mình sẽ
biến hình vào cái dòng dinh dưỡng qua lá, cũng như định kỳ phòng ngừa côn trùng và nấm bệnh cho cây. Thì lúc đó khi mà cây đó mới nhú bằng hạt gạo thì bên mình sẽ phòng những dòng là tinh dầu sinh học, là có hai dòng, đó là dòng tinh dầu caranol là người côn trùng, cộng thêm cái dòng anacardic là phòng ngừa nấm khuẩn. Hỗ trợ dinh dưỡng qua lá là dòng 35-15 cộng với axit amin và cộng thêm là combi để hỗ trợ những dòng dinh dưỡng vi lượng qua lá cho cây, giúp cây có cái độ xanh bóng. Cây lá vừa chết rồi, nhìn cây lá rất là xanh. Thì cũng sắp vào mùa mưa rồi, bà con chú ý là mình phải tăng sức đề kháng cho cây, hỗ trợ phòng bệnh, tăng kích kháng. Đây. Thì phải làm cho cái lá mình nó xanh, nó dày như thế này. Để tránh tình trạng là gãy loét. Vào mùa mưa này thì gió nhiều. Mà khi gió nhiều rồi thì mình những cái lá này nó va vào nhau, tạo nên những vết xước ở trên này. Khi mà tạo ra vết xước trên này thì những con vi khuẩn, nấm khuẩn nó dễ xâm nhập vào cái tầng này, tầng biểu bì này. Thì cây mình nó dễ nấm bệnh, nó dễ xâm nhập vào. Cây nó dễ bị bệnh mà gây ra tình trạng là gãy loét. Thì bà con phải phòng, mình phải phòng trước. Mình phòng là sao? Mình phòng là mình đưa những dòng dinh dưỡng vào để mình làm cái bộ lá mình nó dày lên, nó xanh lên. Thì bên mình có dòng là canxi magie cộng với là 2 phốt. Thì cái đó, thì bộ đôi này á, là giúp bộ lá này nó xanh dày, giúp cứng cây. Và cái dòng 2 phốt á, là có cái hỗn hợp muối là gốc phosphonat. Thì nó hỗ trợ phòng bệnh và tăng kích kháng trong mùa mưa. Đây. Thì theo cơ lá tiếp theo thì mình sẽ tiến hành cắt những cành vượt này để tạo thêm cành mang quả ở trong thân. Đây, dưới này là cái cành nhện của mình này. Con nhìn thấy này, cành nhện này. Cành mang quả của mình rất to và tròn. Thì mình sau này á, thì mình lấy trái là đạt được chất lượng cao. Đây, những cây lá vừa rồi đây. Cây lá này là xài bằng tinh dầu sinh học nha bà con. Cây này là đến tháng 7 năm nay là tròn 2 năm nha bà con. Đây, có nghĩa là năm sau mình có thể lấy trái được. Tại vì hiện tại cái cành mang quả ở trên cây này rất là nhiều, tạo tán từ nhỏ thì mình sẽ có rất nhiều cành mang quả ở đây. Đây là cành nhện rất là tròn này. Thì năm sau mình lấy trái sẽ đạt chất lượng. Ở đây này, mình đếm thử nha cho bà con nha. Ở đây là có bao nhiêu cành nhện, năm sau mình lấy trái nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7, đây này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, đây này là 16, đây một chùm luôn rồi, 17, 18, tầm 20 cành. Có nghĩa là năm sau mình sẽ lấy tầm được khoảng 20 trái nha bà con, sang năm thứ 3. Đây, những cành nhện này. Thì sau khi vòng phun vào dòng dinh dưỡng qua lá rồi á, thì mình sẽ kết hợp thêm, đó là cái dòng canxi với lại 2 phốt, là giúp cái bộ lá, ví dụ cây lá như vậy, nó sẽ xanh và dày. Đây, cây lá như vậy, con thấy cái độ xanh của nó không? Rất xanh và dày. Thì là hỗ trợ phòng bệnh trong mùa mưa này rất là tốt nha bà con. Thì cây lá của mình nó dày như vậy á, thì vi khuẩn nó khó xâm nhập hơn, tích lũy đủ cái năng lượng đường bột này để kháng những
cái con trùng, một con nấm khuẩn. Đây, cái lá rất là to như vậy. Vườn này là 2700 gốc mà con, tại vườn cờ đỏ Cần Thơ. Vườn mèo theo quy trình của bên công ty mình là được cũng gần 1 năm rồi. Bữa nay là vào cái lá thứ tư. Rồi thì hôm nay mình cũng đến vườn để cập nhật lại cái tình hình là theo quy trình bên công ty mình. Thì xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video sau.